Bài thuốc thứ ba, chữa những mũi dị ứng bằng lá lốt. Thì cây lá lốt này chắc anh chị cũng không lạ đâu ạ. Lá lốt này nó chứa nhiều cái tinh dầu, có công dụng kháng khuẩn, kháng viêm, tiêu diệt vi khuẩn rất là tốt. Lá lốt được dùng nhiều trong đời sống để chế biến thực phẩm như nấu canh, lá lốt chả bò. Ngoài ra, lá lốt còn được dùng để chữa cái viêm mũi dị ứng nó rất là hiệu quả. Thì cách làm như sau, các chị có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất là các chị hái một cái nấm lá lốt, chúng ta rửa sạch đi, đun sôi kỹ với 2 lít nước, đem xông hơi khoảng 10 phút. Ở mỗi ngày chúng ta làm một lần. Cách thứ hai, các chị lấy lá lốt tươi, rửa sạch, phơi khô âm can, tức là mình phơi trong ống dâm, vỏ nát, rồi nhét vào nước mũi bị viêm, sẽ giúp thông thoáng mũi, rất là dễ thở. Các chị có thể kết hợp với việc xay lá lốt, lọc lấy nước cốt và nhỏ vào mũi. Thứ tư, dùng lá bạc hà để điều trị viêm mũi dị ứng. Thì trong bạc hà cũng có chứa nhiều tinh dầu, giúp thông thoáng và chữa lành mũi rất là tốt. Cách làm như sau, các chị hái một nắm lá bạc hà, rửa sạch, đun sôi với nước sạch, sau đó chúng ta cho thêm một ít mật ong vào mũi khi còn nóng, kết hợp với dùng nước bạc hà đun sôi để xông mũi 15 phút một lần, mỗi ngày chúng ta làm một lần để đạt kết quả tốt nhất. Bài thuốc thứ năm, chữa viêm mũi bằng cây ngũ sắc. Cây ngũ sắc có tên gọi khác là cây cỏ hôi hay là hoa cúc nợ. Thì dân gian hay dùng với cây hoa ngũ sắc này để chữa viêm xoang, viêm mũi dị ứng rất là hiệu quả và an toàn. Trong cây ngũ sắc có chứa thành phần tinh dầu, các chất kháng khuẩn chống viêm phù nề và kháng dị ứng rất là tốt. Cách làm đơn giản như sau, các anh chị hái cho dược sĩ luận 10 cây đến 15 cây ngũ sắc tươi, tức là khoảng 100 g. Chúng ta bỏ hết rễ, rửa sạch, ngâm với nước muối loãng trong vòng 15 phút. Đem cái lá đấy chúng ta giã nát, vắt lấy nước cốt, vệ sinh cái nước mũi bị viêm này. Sau đó chúng ta nhỏ trực tiếp nước cốt hoa ngũ sắc vào mũi, hoặc lấy bông gòn chúng ta thấm nước cốt hoa ngũ sắc, nhét sâu vào nước mũi. Sau khoảng 15 phút thì chúng ta lấy cái bông ra và hỉ mũi nhẹ. Các anh chị có thể tham khảo cái cách làm thuốc xịt mũi bằng cây cỏ hôi mà dược sĩ luận đã hướng dẫn ở trong video trước.